Tri túc là điểm khởi đầu của hạnh phúc. Hạnh phúc là hai chữ thiêng liêng mà bất kỳ ai cũng mơ ước về nó. Trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc, biết bao người đã để tuột mất nó khỏi tầm tay. Có biết bao người đang sống trong hạnh phúc nhưng lại không hay biết đó là hạnh phúc. Con người dùng hết thời gian đời mình để mưu cầu hạnh phúc, nhưng chỉ đổi được lấy mái đầu phơ phơ tóc trắng. Bóng dáng hạnh phúc đâu thì vẫn mù khơi. Sở dĩ như thế là vì họ không hiểu được hạnh phúc đích thực là gì. Tuy giàu có, khỏe mạnh, có địa vị, quyền thế đều là những điều mà thông thường ai cũng thích, nhưng đó không phải là những tiêu chuẩn, là những điều đại diện cho hạnh phúc. Tâm bình an mới là hạnh phúc đích thực. Có được bình an hay không tuy có liên quan mật thiết đến hoàn cảnh ngoại tại, nhưng mang tính quyết định vẫn là trạng thái tâm lý chủ quan nội tại của mỗi con người. Nếu lòng mình thấy bình an, tri túc, đó là hạnh phúc. Nếu không biết đủ thì rất khó tìm được hạnh phúc. Tri túc đích thực phải đạt đến trình độ nhiều cũng thấy đủ, ít cũng thấy đủ, mà không có cũng thấy đủ. Đây là điều kiện tiên quyết để con người đạt đến trạng thái bình an thường lạc. Tuy nhiên, về vấn đề nhiều cũng thấy đủ hơi khó hiểu, ít cũng thấy đủ và không có cũng thấy đủ càng khó hiểu hơn. Người bình thường sẽ cảm thấy lo lắng, phiền muộn khi cảm thấy vật chất thiết yếu không đủ dùng, và ngay khi cả những thứ được cho là thiết yếu cũng không đủ thì làm sao tri túc? Huống gì là khi trơ trọi chẳng có gì? Khi đó nói tới tri túc chẳng phải là kỳ quái hay sao? Thực ra, vật chất nhiều bao nhiêu cũng không thể gọi là đủ, vì khái niệm nhiều ít chỉ hiện hữu khi được so sánh, chứ chưa ai quy định thế nào là nhiều, thế nào là ít. Hơn nữa, nếu thực sự sở hữu được nhiều vật chất, cũng không thể giữ mãi không mất, cũng không thể giúp chủ sở hữu phát triển, trưởng thành hơn người khác được. Cho nên, khi có cần biết đủ, khi ít cần biết đủ, và khi không có gì càng nên biết đủ. Vì ít và không có đều có thể là điểm khởi đầu của có nhiều. Vì thế, bất luận tương lai có hay không đều phải cố gắng tự hoàn thiện mình, chứ không nên sánh người này so người nọ. Chỉ cần còn sống là còn phải phấn đấu làm việc. Nếu lỡ làm việc gì đó sai trái thì cần sám hối, sửa sai, thức tỉnh. Nếu làm chưa tốt thì phải cố gắng làm cho thật tốt, không thẹn với lòng mình, với người. Đấy gọi là tri túc. Tôi thường lấy ví dụ dạy các học trò rằng, người không biết tri túc như con chuột sống trong hũ gạo, nhưng không biết xung quanh mình là gạo để ăn, lại phóng quế vào ngay trong đó, làm bẩn hết thức ăn mới đi nơi khác kiếm thức ăn. Người sống trong phúc lại không biết đó là phúc, chà đạp lên phúc báo của mình. Ví dụ như, trong thiền viện có đầy đủ điều kiện để chúng ta tu tập, có thầy chỉ đường, nhưng nhiều người vẫn muốn rằng cách này không tốt, điều kiện tu hành ở đây kém quá, tôi thấy không thoải mái chút nào. Đấy chỉ là những cái cớ biện minh cho sự lười biếng của mình. Thế có khác gì chuột sống trong hũ gạo kia đâu. Vì thiếu lòng tri ân, không biết tri túc, nên con người sau khi nhận được lợi ích vẫn không thấy thỏa dạ. Hơn nữa, còn trách người ta toàn cho mình những thứ mình không cần. Đấy quả là người sống trong phúc không hiểu gì là phúc. Hạnh phúc trong kiếp này nhờ kiếp trước tích lũy mà có, nên chúng ta cần gìn giữ, trân trọng, không nên lãng phí. Người tri túc đích thực là người hiểu được đạo lý cương nhu, tiến thoái đúng thời đúng tiết. Khi thoái không quán trời trách người, khi tiến họ sẽ nghĩ đến ân người khác đã giúp mình như thế. Họ còn biết đó là do phúc phận quá khứ của mình mà có, nên họ càng trân trọng, càng tích đức cho kiếp sau hơn nữa. Thế nên, nếu một người không gieo trồng phúc đức mà chỉ biết hưởng thụ, phúc báo đó sẽ ngày một ít dần và nhất định sẽ có ngày hết phúc. Một người biết tri túc, biết trân trọng phúc đức, dung bồi thiện căn, thì khi gặp nghịch cảnh không oán hận,
gặp thuận cảnh không cao ngạo. Trong lòng họ luôn đầy lòng tri ân và báo ân chúng sinh. Đấy mới là người hạnh phúc thật sự. Bài học từ những sai lầm. Mọi người thường nói, tu hành tức tu sửa hành vi của mình cho đúng. Điều đó nói lên rằng, tu hành cần phải sửa thân, tu tâm. Trong cách đối nhân xử thế, đi, đứng, nằm, ngồi, khởi tâm suy nghĩ, đều cần phải thức tỉnh mọi lúc, mọi nơi. Có như thế mới sửa sai thân tâm. Bằng không, chúng ta tu mù, tu mờ, chỉ lãng phí công sức, thời gian. Biết xấu hổ là then chốt trong việc tự phản tỉnh bản thân. Không nên bỏ qua sai lầm, xem như không có gì vì không ai biết. Không nên lười biếng trong công việc, để những việc mình làm đáng lý sẽ tốt nhưng không làm tốt hơn. Một khi bị như thế, cần phải thấy đó là điều đáng xấu hổ. Không nên sợ làm sai, nghĩ sai, mà sợ nhất là không biết sửa sai, không chịu nhận sai. Chúng ta cần thức tỉnh mọi lúc mọi nơi, biết cách kiểm điểm, đánh giá bản thân một cách vô tư mới thấy được lời nói sai, suy nghĩ sai và việc làm sai của mình. Khi tu tập kiểm điểm bản thân, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy khi mọi người suy nghĩ, hành động hoặc nói năng đều phạm sai lầm. Nói đúng, làm đúng rất ít. Đúng sai chỉ phân biệt khi chúng ta đặt chúng trong điều kiện hoàn cảnh, mức độ phạm vi lớn nhỏ mới biết. Trong đời không có việc gì hoàn toàn đúng, cũng chẳng có việc gì hoàn toàn sai, mà chúng chỉ khác nhau ở mức độ đúng bao nhiêu trong sai và sai bao nhiêu trong đúng. Vượt qua giới hạn nào đó thì đúng thành sai, sai lại thành đúng là lẽ thường tình. Là một tín đồ theo Phật, chúng ta cần kiểm điểm tam nghiệp gồm hành vi, lời nói và suy nghĩ đúng sai thế nào để có cách điều chỉnh thích hợp. Có lúc ta nói sai điều gì đó nhưng không nhớ, đợi đến khi có người chỉ ra mới nhớ. Bất kỳ ai cũng có những điểm mù trong cách nhìn nhận, đánh giá bản thân, nên ai cũng cần người khác nhắc nhở, chỉ điểm. Nếu người khác chỉ ra khuyết điểm nhưng mình không chịu nhận lỗi, ngược lại còn to tiếng quát mắng, tự cho mình đúng, thì lúc đó chúng ta đã sai lầm đến mức không cứu chữa được nữa. Nếu bạn làm đúng nhưng bị người khác sửa lưng cũng không sao, vì bất luận họ nhận xét đúng sai thế nào đi nữa, thì họ vẫn đang có ý tốt với bạn, mong bạn sửa sai. Thậm chí khi đối phương có ý xấu cũng phải cảm ơn vì họ đã nhận xét. Có thể nói rằng, đời người là quá trình học tập lâu dài từ những sai lầm đã phạm cho đến phát hiện sai lầm và sửa sai. Công phu thức tỉnh bản thân một mặt vừa phải tự giác phát hiện để sửa đổi, mặt khác phải nhờ người khác chỉ ra để sửa chữa. Người ta thường nói, nhận phê bình và tự phê là chìa khóa giúp con người trưởng thành. Chính là ý nghĩa ở đây tôi muốn nói vậy. Cảm ơn người gây hờn quán. Bất luận ở trong gia đình hay trong môi trường công sở, môi trường xã hội, chúng ta đều nghe thấy rất nhiều sự hờn quán, trách móc nhau. Có người quán vợ, trách chồng, có người trách con, không nghe lời. Có người trách cấp trên, chèn ép, có người trách cấp dưới, không nghe lời. Thậm chí, còn có người quán trách các chính sách của chính phủ, môi trường xã hội. Thực ra, quán trách chỉ làm cho tinh thần của chính họ sa sút, phiền muộn chứ chẳng giúp được gì cho mong ước của họ. Đương nhiên, mọi quán trách đều có lý do, chứ không phải trách khống, trách bừa, mà có thể là trách vì người khác không hiểu mình, trách vì đối phương ăn nói thiếu tôn trọng, xử lý vấn đề không thỏa đáng. Có người thường có tính giận cá chém thớt, không dám trực diện nói với người mình quán trách, mà chỉ nói với người khác, nói sau lưng hoặc trút giận vô cớ lên ai đó. Trách quán sau lưng tuy giảm căng thẳng, bực tức trong lòng nhất thời, nhưng nếu một khi đối phương nghe thấy thì sự việc sẽ phức tạp hơn lên. Vì thế, quán trách không giúp gì được cho vấn đề cần giải quyết, mà còn tăng thêm ngăn cách giữa mình và đối phương. Vậy nên tốt nhất là chúng ta không nên quán trách sau lưng. Nếu có bất kỳ điều gì mâu thuẫn thì hãy bày tỏ, kiến nghị
hoặc tìm một cách nào đó tiện nói nhất để giải quyết. Cần lưu ý rằng khi chúng ta nói với đối phương là mong đối phương sửa đổi, chứ không phải nói để trút cho đã cơn giận. Thực ra trong sâu thẳm lòng mình, ai cũng biết được mình thiếu sót mặt nào, tốt mặt nào. Trường hợp này chúng ta nên nói như cách nói của các nhà sản xuất. Hãy nói khuyết điểm của chúng tôi cho chúng tôi nghe, và xin hãy nói ưu điểm chúng tôi cho người khác nghe. Thế nhưng, lời hay thường chối tai. Tâm lý chung của con người là thích nghe lời ngon ngọt, thích được khen ngợi, dù mình không có ưu điểm đó. Ngược lại, dù đó thực sự là khuyết điểm, nhưng lại không muốn nghe người ta phê bình. Vấn đề chung của con người là ít nhìn ra lỗi của mình, nên khi nghe người khác phê bình thì không chịu chấp nhận. Đổ lỗi là người ta xúc phạm mình, lỗi ở người ta chứ mình chẳng chút khuyết điểm gì. Lời trách oán thường mang cảm giác khó chịu cho người nghe. Nên chúng ta cần dưỡng đức tính khiêm nhã đối với những lời nhận xét, trách oán. Khổng Tử nói, văn quá nhi hỷ, tức là nghe người nói lỗi của mình thì vui. Bất luận là người ta phê bình trực diện hay nói xấu sau lưng, thậm chí người khác bêu díu cái xấu của mình trước mặt mọi người, thì chúng ta cũng cần có khí độ của người quân tử để nhận sai nếu có. Những ai chịu nghe lời phê bình mới thực sự trưởng thành, mới mong hoàn thiện bản thân, mới mong mình ngày càng tốt đẹp. Có lúc người khác phê bình, chỉ trích không đúng như những gì mình có. Trường hợp này cũng cần học thêm đức tính nhẫn nhịn. Hơn nữa phải biết cảm ơn sau những lời nhận xét, bất luận đó là nhận xét đúng hay sai. Hơn nữa, khi nào đối phương còn chỉ trích phê bình thì khi đó mình còn có trong lòng đối phương. Vì thế, những lời phê bình kia thực ra là một động lực giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, hoàn thiện nhân cách. Cuối cùng, chúng ta phải nhớ lấy hai nguyên tắc cơ bản trong quán trách. Thứ nhất là không nên quán trách bất kỳ ai. Thứ hai là khi nghe người khác quán trách mình thì không nên buồn, cũng không nên xem họ là thù địch. Điều quan trọng và rất khó làm là khi người ta quán trách, chỉ trích mình dù đúng dù sai, đều phải biết cảm ơn họ từ đáy lòng. Nếu làm được thế, bạn không những là bậc quân tử như Nho giáo quan niệm, mà bạn còn là một vị Bồ Tát tu hạnh nhẫn nhục. Chuyển tham muốn tư lợi thành ước vọng cống hiến. Theo Phật giáo, trong Bát Khổ, tám điều khổ, có một điều gọi là cầu bất đắc khổ. Khổ gì cầu không toại nguyện? Cầu ăn no mặc đủ, an toàn, được tự do, được tôn trọng là bản năng của con người. Bản năng đó đến từ nhu cầu rất nhân tính. Nhưng một khi những nhu cầu đó không toại, bất thành, thì con người thường có khuynh hướng tìm đến cái chết. Có người xem sự mong cầu của mình còn quý hơn cả mạng sống, nên một khi không toại nguyện, họ sẽ tìm đến cái chết. Ví dụ, người xem tình yêu là mạng sống thì sẽ tìm đến cái chết khi tình yêu không trọn vẹn. Có người thi không đỗ đại học cũng tìm đến cái chết vì tâm trí không thỏa. Tuy nhiên, những người tự tử vì tình, vì danh, vì lợi, dù sao cũng chỉ giới hạn ở những phần tử cực đoan. Người thường phần lớn không như thế. Nhưng nếu những mong cầu, kỳ vọng của mình không được đền đáp như nguyện, thường sẽ rất đau khổ, nản chí, ảnh hưởng suốt đời. Người từng nếm mùi thất bại thường tự ti, tiêu cực, than thân trách phận. Vì thế, bất luận ở trường hợp nào, lĩnh vực nào, họ cũng đều mất hết niềm tin, không muốn xây dựng lại từ đầu, làm lại cuộc đời mới. Từ những điểm này cho thấy, khổ do cầu không toại nguyện thật sự là người ta điêu đứng, sống không yên, chết không toại. Từ đau khổ đó, có người biến nó thành lòng đố kỵ, ghen ghét, nghĩ rằng những thứ mình không có được thì người khác cũng không thể có. Đây đích thực là cái khổ lớn trong những cái khổ. Để giảm nhẹ bớt sự đau khổ do sở cầu không toại, Phật giáo hướng dẫn chúng ta cần biết tiết chế tham muốn, sống biết đủ,
thiểu dục tri túc. Khi chúng ta thực hiện được bước thanh tâm quả dục, thanh lọc tâm hồn, tiết chế tham muốn, mới không còn bị các tham muốn mang tính bản năng làm đau khổ nữa. Thiểu dục ở đây chỉ sự tham muốn vượt khả năng cơ bản, tham cầu những thứ ngoài tầm tay và vượt lên những tham muốn cơ bản để sống. Một khi các nhu cầu cần thiết để tồn tại đã được đáp ứng, chúng ta không nên quá tham lam mơ ước những thứ ngoài tầm tay nữa. Đấy chính là tri túc, sự biết đủ. Ví dụ, chúng ta vốn chỉ cần sống trong một căn phòng đủ rộng để sinh hoạt là được. Nhưng có người do không biết đủ, muốn khoe khoang tài sản, nên mua căn nhà thật lớn để thể hiện rằng mình nhiều tiền. Nhu cầu về mặt cũng thế, chỉ cần có đủ 5-3 bộ để thay là được. Thế nhưng có người mua đến mấy chục bộ, thậm chí mấy trăm bộ. Đấy chính là biểu hiện rõ nét nhất của việc sống không biết đủ. Lòng tham muốn thỏa mãn cái tôi quá độ, thích hưởng thụ vật chất, như thế gọi là dục vọng. Mọi dục vọng đều mang tính ích kỷ và nhất định sẽ dẫn đến phiền não, thậm chí còn mang mầm họa diệt thân. Nhưng nếu chúng ta mơ ước không riêng cho bản thân mà cho mọi người bằng tấm lòng bác ái, thì đó không phải là dục vọng nữa mà là nguyện vọng. Nguyện tức tâm lượng rộng lớn vì mọi người. Đấy là lòng thanh tịnh, không mang lại phiền não. Ví dụ, một người phát nguyện dốc hết sức lực, trí lực để cống hiến cho xã hội, muốn người xung quanh được hạnh phúc, đấy đích thực là tâm nguyện thanh tịnh. Thế nên, thiểu dục tri túc không có nghĩa là không làm gì, không cần phải nỗ lực, không cần có chí tiến thủ, cũng không có nghĩa là đánh mất nhiệm vụ và mong ước của mình. Nếu không thì sẽ ngộ nhận rằng người thực hành hạnh Bồ Tát đều là người có quá nhiều dục vọng. Hiểu lầm như thế sẽ không muốn thực hành hạnh nguyện Bồ Tát, không muốn thành Phật. Quan niệm này không phù hợp với tinh thần Phật Pháp, vì thực hiện hạnh nguyện Bồ Tát không phải là dục mà là nguyện. Hơn nữa, đấy còn là bi nguyện, ước nguyện xuất phát từ tâm từ bi vĩ đại. Người ta thường nói, tri túc giả thường lạc, người tri túc thường vui. Chúng ta không những phải thực hiện hành tri túc, thiểu dục để tránh cái khổ cầu không toại nguyện, mà còn phải lập nguyện, dốc hết sức mình phục vụ cho lợi ích của mọi người, giúp mọi người lìa khổ được vui. Đấy mới là hạnh phúc đích thực. Tâm vô cầu. Trong cuộc sống, con người tham cầu nhiều thứ. Không có tiền thì cầu cho có tiền, không có danh vọng địa vị thì cầu cho được danh vọng địa vị, chưa có con thì cầu sao cho có con, người chưa kết hôn, nam thì mong cầu gặp được cô gái xinh đẹp nết na, nữ thì mong tìm được cho mình một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Ngoài ra, trong thế gian còn có rất nhiều tôn giáo tín ngưỡng với tiêu chí có cầu ắt được. Trong lúc con người cảm thấy trong lòng không được an ổn, thì họ thường tìm đến những nơi đó để gieo quẻ bói toán, cầu mong được bình an. Đây cũng là một loại cầu từ. Xem ra người không mong cầu quả thật ít thấy. Trong vấn đề cầu từ, có điều hợp lý, cũng có điều không hợp lý. Có kẻ cầu người, cầu thần, thì lẽ đương nhiên cũng có người cầu Phật, Bồ Tát, nhưng chưa chắc muốn cầu là được. Nếu như mong cầu những điều hợp lý thích đáng thì đương nhiên là không sai. Ví dụ như cầu được sức khỏe, sống lâu, học hành nên người, công danh, vân vân. Tất cả những điều đó mọi người đều mong muốn, không có gì là không đúng. Nếu cầu những điều đó mà được như ý nguyện thì rất vui mừng. Nhưng trong thực tế, cuộc sống không phải điều nào cũng đưa đến như ý nguyện. Có những điều cầu mong thái quá sẽ khó thành hiện thực, chỉ mang lại sự đau khổ. Ví dụ, có những người tuổi tác đã cao mà lại lâm trọng bệnh, hoặc là bệnh đã đến lúc không chữa trị được nữa, nhưng vẫn đi gian giái thần minh bảo hộ cho không chết.
Những hình thức mong cầu không thực tế như thế chính là một trong những nguồn gốc cho sự đau khổ. Có rất nhiều người ôm cái đau khổ rồi cầu mong thoát khổ nhưng không được. Đó cũng chính là cầu bất đắc khổ. Khổ vì cầu không toại nguyện. Một trong tám nỗi khổ, bát khổ mà Phật Pháp đã nói. Trong thực tế cuộc sống, đã từng có người muốn gì được đó, thậm chí kêu gió gọi mưa, thay đổi vận mệnh của bản thân. Kỳ thật, họ gặp được thời thế, hoàn cảnh phối hợp tạo sự thuận lợi mới được như ý. Nhưng vận may sẽ không bao giờ vĩnh viễn đến với một người nào. Trong một phút xui xẻo cũng sẽ làm cho họ hoàn toàn trắng tay. Vui sướng trong lúc được bao nhiêu thì lúc mất càng đau khổ nhiều hơn. Vì vậy, muốn hóa giải những điều đau khổ do cầu không được mang lại, điều trước tiên phải phân biệt rõ ràng những mong cầu nào không hợp lý. Cầu có lúc là một hình thức yêu cầu, có khi lại là một hình thức tham muốn, mà tham muốn cùng với yêu cầu không giống nhau. Ví dụ, một người kia vốn đã có một căn nhà tại Đài Loan, nhưng anh ta lại muốn có thêm một vài căn nhà nữa ở Hồng Kông, Mỹ hay Trung Quốc. Đây không phải là yêu cầu mà chính là tham muốn. Sự tham muốn thái quá như thế thì có thể cần được thỏa mãn trong khoảng thời gian ngắn, chứ không thể đợi được lâu. Trong khi sở cầu không được thì không làm sao tránh khỏi thất vọng và đau khổ. Nhưng có những yêu cầu hợp lý có khi lại không thể nào thành hiện thực. Nguyên do là gì? Cầu còn phân ra là cầu cho mình với cầu cho người, giống là hai điều kiện khác nhau. Nếu tự tư tự lợi mà cầu cho mình, nếu cầu được sẽ rất sung sướng, nhưng cũng khó tránh khỏi sự lo lắng một ngày kia mình sẽ bị mất. Mà cứ lo lắng như thế thì tự đưa lại cho bản thân cái cảm giác không an toàn. Còn nếu như cầu cho người thì vốn dĩ tự thân mang tâm trạng được thì lẽ tất nhiên là rất tốt, mà không được thì cũng không sao. Cho nên cảm giác đau khổ khi cầu không được cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn. Lấy tôi làm ví dụ, từ nào đến giờ bản thân chưa nghĩ nên truy cứu một mục tiêu gì cho cuộc sống của mình. Nhưng tôi có một phương hướng, nếu có thể thuận lợi đi hết quãng đường thì tốt, mà nếu không đạt được như nguyện cũng không sao, vì đó chỉ là một quan hệ nhân duyên chưa chín mùi. Đối với tôi, được mất không có liên quan gì nhau. Nhưng nếu vì mong cầu cho người khác mà lại không được thì đó là sự đau khổ dằn vặt của bản thân tôi. Vì thế, cầu cho mình là một sự đau khổ. Cầu cho người tuy tích cực hơn so với cầu cho mình, nhưng tốt hơn hết là cái gì cũng không nên cầu. Nếu có thể cái gì cũng không cầu, chỉ là sự nỗ lực không ngừng, phụng hiến, bất luận sức lực của bản thân bao nhiêu đều phải dùng hết. Được rồi thì về sau phụng hiến cho người khác. Những cái vui sướng hạnh phúc trong suốt quá trình phấn đấu đó, người khác không thể nào đoạt mất nó đi được. Đây cũng chính là sự sung sướng hạnh phúc chân chính. Tìm cầu theo tinh thần nhân quả. Thông thường con người nghĩ rằng Phật Pháp yêu cầu chúng ta cái gì cũng không được mong cầu. Thực ra đây là một hình thức giải thích sai lầm. Pháp của Phật tuy dạy chúng ta không được tham cầu, nhưng dạy chúng ta nên cầu nguyện. Có như thế thì bản thân mới không đánh mất đi mục tiêu phấn đấu, xã hội mới có động lực để tiếp tục tiến bộ. Cầu nguyện chính là ước nguyện, phát nguyện, nguyện bản thân sớm chiều đi mọi phương hướng hoặc hoàn thành bất cứ điều gì. Ví dụ, trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Phật dạy: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô tận thệ nguyện học, Phật đạo vô tận thệ nguyện thành. Bất luận là độ chúng sanh số nhiều không bờ bến, cắt đứt phiền não vô cùng, hoặc là học tập vô lượng pháp môn, đều là hình thức vì chúng sinh mà phát khởi nguyện lực hưng khởi tâm nguyện học tập. Do đó, cầu nguyện là sống đến già, học đến già, suốt cuộc đời kiên quyết không ngừng học tập. Thêm nữa, yêu cầu bản thân còn cần trồng phước, bồi đắp phước,
cũng là để cho bản thân càng tiến bộ hơn. Mà tham cầu tức là sự tham muốn không bờ bến, thấy người khác có, mình cũng muốn có. Ví dụ, thấy người ta có một căn nhà, mình liền khởi ý niệm cũng phải có một căn nhà. Nếu người ta có một chiếc xe nhập khẩu đời mới, tức thì chuyển ý niệm sang muốn có một chiếc xe nhập khẩu đời mới. Bất luận là nên muốn hay không nên muốn, có thể muốn hay không thể muốn hay không muốn, phàm khi bản thân đã muốn rồi thì muốn phải có cho được. Vì thế, tham cầu chẳng có cái gì là đạo lý, chỉ là thỏa mãn tham muốn của bản thân mà cầu, chỉ là tham muốn không thiết thực. Có người thấy lợi thì sinh tâm đen tối, chỉ vì tham cầu những thứ không thuộc về mình, nên tìm đến với bàn môn tả đạo, kết cục chỉ rước họa vào thân. Ngoài ra, có kẻ không cầu cứu người mà đi cầu cứu Phật trời, như vào đền chùa cầu nguyện. Bản thân cầu được rồi, bèn trở lại báo đáp thần minh bằng nhiều hình thức. Bất quá đây là một hình thức trao đổi, là thủ đoạn mua thánh bán thần không ngoa. Như trong cuộc sống, có người đưa của đút lót, có người nhận của hối lộ. Trong thế giới quỷ thần cũng có quỷ thần nhận của hối lộ. Nhưng Phật, Bồ Tát và chư thánh thần chánh phái không bao giờ nhận của hối lộ. Những quỷ thần nhận của đút lót cũng giống như những quan tham trong thế giới loài người. Tham ô chẳng khác gì nhau. Tuy tạm thời yêu cầu được thỏa mãn, hình như là cũng có hiệu quả, nhưng lợi ích nhất thời chẳng khác gì bọt xà phòng có đó rồi lại không, đổi lại là một tương lai không thể làm chủ chính mình. Cũng giống như pháp thuật, điểm thạch thành kim, biến đá thành vàng. Sự thật chỉ là hình thức che mắt. Nếu như vật được điểm vốn là một viên đá, thì mai sau nó cũng sẽ chỉ là viên đá mà thôi. Còn Phật, Bồ Tát và chư thánh thần chánh phái đã hứa khả nguyện vọng của bạn rồi, cũng chỉ là cái phước báo lĩnh trước của mình, ngày sau cũng phải trả lại mà thôi. Chính vì điều đó, tham cầu mà không có phúc phận thì chỉ mang đến phiền não. Nếu có cầu được thì cũng chỉ là hình thức dây mượn, dây càng nhiều thì ngày sau trả càng nhiều. Sung sướng trong hiện tại nhưng sẽ gặt quả khổ trong mai sau. Không nỗ lực dung bồi phước đức, không phụng hiến thì tội lỗi chất chồng, mai sau nhận lấy quả báo nặng nề không thể nghĩ tưởng được, cũng có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng khó mà trả xong. Con người muốn cầu được phước báo thì trước tiên phải dung bồi ruộng phước, nếu không dung đắp mà chỉ ngồi hưởng thì phải mang nợ, cũng giống như người đi vay tiền vậy. Vì thế, một người vốn có bao nhiêu thì chỉ bấy nhiêu, không có ai tự nhiên kiếm được tiền, tự nhiên sinh ra giàu có. Nếu không đủ sức mà được, thì ngày sau cái giá phải bỏ ra càng nhiều gấp bội. Đứng về mặt Phật Pháp mà nói, bình thường người cầu học, cầu chức vụ, cầu giàu sang đều là đúng, nhưng truy cầu của chúng ta cần phải hợp lý và cần phải bỏ công sức để đổi lấy. Trong đó, chúng ta cần phải hiểu rõ cái giá của mối quan hệ giữa quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm. Nếu chúng ta cầu phước, thì phải dung đắp ruộng phước. Muốn hưởng thụ quyền lợi thì phải cần làm tròn nghĩa vụ. Đây là nhân quả. Chỉ có truy cầu đạo lý nhân quả phù hợp mới là tốt nhất, chỗ dựa vững chắc nhất. Nếu không như vậy, mà chỉ có tham cầu không thôi, miễn cưỡng có thể đạt được, nhưng họa cũng theo đó mà đến. Vì vậy, chúng ta cần dùng phương pháp cầu nguyện, vì đạt đáo mục đích mà nỗ lực phụng hiến, chứ không nên dùng phương pháp mê tín để tham cầu. Nếu không, thì chẳng những không được gì mà còn mất hết. Một tâm nguyện thực tế. Ai ai cũng có nguyện vọng, nhưng không nhất định là tất cả nguyện vọng đều thành hiện. Nguyện vọng có thể hỏng là vì chúng ta thường xem trọng vấn đề nhỏ nhặt trước mắt. Cũng như muốn có một đóa hoa, nhất thời không có cách nào để được nó, bèn nghĩ là nguyện vọng của mình đã không thực hiện được, rồi cảm thấy đau buồn. Kỳ thực, nếu không có hoa mà có một nhành cỏ cũng đã được rồi. Dù không có hoa
không có nhành cỏ nào mà có thể có được, một cành cây cũng rất tốt. Và hơn nữa, cái gì cũng không có thì tâm của mình cũng không nên vì thế mà bị ảnh hưởng. Trên thực tế, nếu vì người khác, vì chúng sinh mà phát lời thề thì mới gọi là nguyện. Nếu chỉ là vì thỏa mãn cho cái tâm riêng biệt của mình thì chỉ là một loại niệm tham lam, mà cứ kiến lập nguyện vọng theo cái tham niệm đó thì dễ dàng bị hỏng. Cái nguyện chân chính là vì chúng sinh mà phát, mà nguyện cho chúng sanh là không cùng không tận. Vì thế nguyện của chúng ta vĩnh viễn khó mà hoàn mãn. Như trong Phật pháp dạy: hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không là vô tận, lời nguyện của Bồ Tát là vô cùng. Cứ như thế cho đến lúc nào thành Phật. Vì vậy, nguyện là một phương hướng, một hy vọng chỉ dẫn chúng ta hướng về phía trước mà không thiên lệch. Sau khi thành Phật, liệu có phải nguyện hoàn toàn đã thực hiện xong? Tuy chư Phật trong mười phương thế giới rất nhiều, nhưng vẫn còn có rất nhiều chúng sanh chưa thành Phật cần được độ. Vì vậy, sau khi thành Phật cũng vẫn tiếp tục theo nguyện hạnh đã phát lúc trước để tiếp tục bước về phía trước, cho nên vĩnh viễn cũng không thể nào đi hết. Ví như, từ lúc Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, tuy đối với tự thân Ngài đã hết hệ lụy, nhưng mới là lúc chính thức Ngài độ chúng sinh, mà chúng sinh thì vô cùng, nên nguyện lực đương nhiên cũng sẽ không giới hạn. Vì vậy, trong lúc thực hiện nguyện vọng của chính chúng ta mà vấp phải trở ngại, tâm có thừa mà lực không đủ thì không nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần hiểu rõ rằng bản thân mình có cái tâm như thế là đủ. Còn với phần việc chưa xong thì từ từ nỗ lực làm cho xong. Một lần làm chưa hoàn thành thì vẫn còn lần kế tiếp. Thậm chí suốt cuộc đời mình làm chưa xong thì thế hệ con cháu tiếp theo đều có thể làm tiếp. Theo quan điểm Phật giáo, sinh mạng của con người là do quá trình tích lũy từ vô hạn sinh mạng. Một cuộc đời là một quá trình. Cuộc đời này qua đi thì tiếp theo một cuộc đời khác, hay đúng hơn là một quá trình khác sẽ tiếp tục, vĩnh viễn đều có cơ hội để thực hiện nguyện vọng. Ngoài ra, muốn độ chúng sinh còn phải cần nhiều nhân duyên cùng phối hợp. Nếu chúng sinh đó nhân duyên đã hội đủ mới có thể độ được. Nếu nhân duyên chưa đủ chín mùi thì cũng không nên ngồi đợi, mà phải thúc đẩy nhân duyên để họ nhanh chóng được độ. Ví dụ, 20 năm về trước, lúc tôi hoằng pháp ở phía đông nước Mỹ, tuy đi Nam về Bắc đã bao lần, nhưng ngay một người đệ tử cũng không có. Bây giờ có người nói với tôi rằng: Hòa thượng Thánh Nghiêm, hình như nguyện của thầy hỏng rồi. Tôi mới nói rằng: chưa hỏng, hôm nay tôi đến để thả lưới, qua một thời gian sau tôi sẽ đến kéo lưới, bắt cá. Mà không có cá thì cũng không sao, lưới tôi thả rồi, sẽ có một ngày cũng có cá mà bắt thôi. Cũng có thể thời điểm này cá vẫn còn nhỏ, mà mắt lưới của tôi thì lớn. Dù kéo lưới lên có cá chăng nữa thì cá cũng sẽ theo mắt lưới mà ra thôi. Vì thế, đợi đến lúc cá lớn hẳn, tự nhiên sẽ vào lưới thôi mà. 20 năm sau, vùng Đông Bắc nước Mỹ đã có rất nhiều người học Phật. Rốt cuộc, cá có do tôi bắt hay không thì không còn quan trọng nữa. Tuy có thể tôi không nhất định được báo đáp, biểu hiện bên ngoài hình như nguyện vọng của tôi không thực hiện được, nhưng công việc thả lưới căn bản là tâm nguyện của tôi. Cũng như Phật đã dạy, công bất đường quyên. Chúng ta đã nỗ lực làm bất cứ điều gì thì sẽ không bao giờ không đạt kết quả. Nhất định sẽ có công dụng của nó. Tuy bây giờ chưa nhìn thấy, nhưng rồi từ từ cũng sẽ xuất hiện thôi. Chính vì như thế, chỉ cần chúng ta phát ra nguyện ý, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Tuy không biết ảnh hưởng nhiều ít, nhưng từ từ cũng sẽ có hiệu quả. Vì vậy, nếu đã có nhận thức như thế, chúng ta nên vì chúng sinh tạo phước mà phát lời nguyện. Có như vậy thì nguyện vọng sẽ chẳng bao giờ hỏng.
không có cái tôi bất biến. Trong quá trình sống của chúng ta, mọi đau khổ trong lòng đều xoay quanh cái tôi. Vì tôi mà chúng ta luôn cảm thấy thiếu thốn, không tự do tự tại, luôn luôn khao khát những thứ ngoài thân, có lúc còn oán trách, hoài nghi, đố kỵ, tham lam, giận dữ, tạo biết bao nghiệp ác. Đợi đến lúc phải chịu nhận quả báo thì lại muốn trốn tránh, như người nghèo vay nợ muốn tránh chủ nợ. Cũng vì thế lại tạo thêm vô vàn nghiệp ác khác. Đây chính là ngũ ấm xí thịnh khổ mà Phật giáo nói đến. Ngũ uẩn gồm có sắc uẩn, thụ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nói cách khác, đó là năm yếu tố tạo nên thân thể con người. Cũng có thể chia thành hai, đó là vật chất và tinh thần. Phần vật chất được gọi là sắc uẩn. Nó có nghĩa là hình dạng. Hình dạng đấy cũng chính là biểu hiện về mặt vật lý của thân thể. Bốn uẩn còn lại thuộc về tinh thần. Trong đó thụ nghĩa là cảm thụ, tưởng là tri nhận sinh ra sau khi cảm thụ, hành tức là sau khi nhận thức liền khởi lên quyết định phản ứng thế nào và nên xử lý ra sao. Ba thứ này thuộc về tầng lớp tâm lý. Uẩn thứ năm gọi là thức. Thức là chủ thể của mạng sống con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Từ đời này cho đến đời sau là chủ thể của cả một quá trình sinh mạng. Khi hai phần tâm lý và thân thể hòa hợp lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau thì sẽ nảy sinh ra ở hành vi và động tác. Hành vi sau khi phát sinh sẽ tạo thành một thứ tác dụng mà con người thường gọi là nghiệp lực. Đó cũng chính là bản chất ý thức của chúng ta. Hành vi bao gồm ba mặt là thân thể, lời nói và tâm lý. Vì vậy, thức chính là hành vi do thân, khẩu, ý tạo thành. Còn lại một phần là tác dụng của nghiệp lực. Chúng ta tạo nhân ý thức trong hiện tại, chấp trước vào ý thức này. Vì thế, có thể lãnh chịu quả báo trong đời này, nhưng cũng có thể đến đời sau mới nhận lấy quả báo. Con người nói chung thường cho rằng thức chính là linh hồn. Nhưng linh hồn là cái duy trì mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Còn thức lại không ngừng biến hóa. Chỉ cần tiếp tục tạo nghiệp, cho dù nghiệp lành hay nghiệp dữ đi nữa, thì thức kia cũng sẽ thay đổi. Khi chúng ta nhận lấy quả báo, thì thức cũng tùy theo đó mà biến đổi. Vì thế, khi thọ nhận quả báo, đồng thời cũng chính là đang tạo nhân. Khi tạo nhân, đồng thời cũng đang nhận lấy quả báo. Cứ thế, xoay dời chuyển đổi không dứt. Vì thế, thức bên trong thường xuyên thay đổi. Cái gọi là ngã, thật ra nó chính là hiện tượng tâm lý do ngũ uẩn kết hợp tạo thành. Đây cũng là một thể hòa hợp của nhân duyên. Trong đó chẳng có linh hồn nào thường hằng bất biến cả. Cho nên, bạn của ngày hôm qua và bạn của 10 năm trước cũng không giống nhau. Thậm chí là bạn của giờ trước và bạn của giờ hiện tại cũng hoàn toàn khác biệt. Không những thân thể không giống, mà ngay cả trạng thái tâm lý, phương thức hành động, ý thức bên trong cũng thay đổi theo từng giờ từng phút. Vì vậy, cái ngã do ngũ uẩn tạo thành luôn thay đổi biến hóa không ngừng. Nó vốn không phải là cái ngã đích thực, cũng không có cái ngã nào bất biến. Nguyên nhân phát sinh của ngũ ấm xí thịnh khổ chính là không hiểu rõ chủ thể của mạng sống. Thức là cái biến động không bị trói buộc. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Bồ Tát Quan Thế Âm
khi quán sát thấy được năm uẩn đều không, nên Ngài có thể vượt qua tất cả mọi tai nạn khổ ách. Nhưng do hàng phàm phu không biết được ngũ uẩn dai không, nên cứ mãi khổ đau, không thể nào nói hết được. Nếu chúng ta không biết ngũ uẩn dai không, chúng ta sẽ không biết ngũ uẩn chính là công cụ tạo ra các phiền não. Phiền não không ngừng phát sinh, giống như ngọn lửa đang ngày đêm thiêu đốt. Nó mang đến cho con người nỗi thống khổ không cùng. Nếu như con người có thể hiểu rõ ngũ uẩn dai không, thì sẽ không còn tạo ra các phiền não nữa, mà dần chuyển các thứ phiền não kia thành những công cụ tu phước, tu huệ, giúp cho con người đạt đến cảnh giới giải thoát hoàn toàn. Thay đổi cảm nhận chủ quan. Thân thể con người là do ngũ uẩn kết hợp tạo thành. Vì thế, nếu không có trí tuệ để thấy được ngũ uẩn dai không, thì chúng ta sẽ chấp vào bản ngã do ngũ uẩn tạo thành, lấy bản ngã làm trung tâm, nên không ngừng nảy sinh các vọng niệm. Từ đó mang đến cho bản thân ta không ít phiền não và đau khổ. Vọng niệm chính của bản ngã là đối với bản thân, cách nghĩ, giá trị quan của mình mà sinh lòng chấp thủ đấm trước. Sự đấm trước này có lúc cùng với sự thật khách quan mà nảy sinh đối lập với người. Sự già dợt trong môi trường khi đối lập nhau thì tất nhiên sinh ra va chạm mâu thuẫn và tạo nên một chuỗi đau khổ. Trong cảm giác chủ quan của chúng ta, dường như mỗi sự vật đều không như ý. Ta luôn cảm thấy môi trường hiện tại và tâm ý mình chống đối nhau. Khi trời mưa, ta oán trách trời sao mưa mãi. Khi trời nắng, ta cũng oán trách sao cứ nắng hoài. Thực ra, không phải hoàn cảnh bên ngoài có vấn đề, mà do chúng ta luôn chấp thủ đắm trước vào bản thân mình, nên mới không có cách gì hòa hợp với hoàn cảnh bên ngoài. Từ đó, cảm thấy không thoải mái tự tại. Con người vì muốn thoát khỏi cảm giác không thoải mái, muốn đáp ứng đầy đủ yêu cầu ưa thích của bản thân, mà không ngừng chạy đua theo cảm giác dễ chịu thoải mái. Họ thường cho rằng miệng phải ăn những món ăn ngon, tai phải nghe những âm thanh hay, mắt phải xem những cảnh sắc đẹp đẽ. Thực ra, vốn dĩ khi miệng khát, chúng ta chỉ cần uống nước là được. Nhưng vì muốn hưởng thụ, nên người cầu kỳ thường muốn uống trà ngon và các loại nước uống có mùi vị khác. Những tham muốn của con người chẳng bao giờ có điểm dừng. Cũng chỉ vì muốn bảo vệ sự tồn tại của bản thân mà khởi lên biết bao điều ham muốn vô cùng tận. Vì muốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho bản thân mà con người đã hao phí quá nhiều sức lực. Không những thế, lại còn tạo ra biết bao nghiệp nhân. Hẳn có nghiệp nhân thì tất phải chịu quả báo. Khi quả báo đến sẽ mang lại cho bản thân biết bao phiền não. Vì thế, nên biết rằng thân thể này chính là nguồn gốc tạo ra mọi đau khổ. Mọi người đều thích cảm giác mát mẻ, mềm mại, mịn màng, nhẹ nhàng, ấm áp. Thế nhưng, không thể bất cứ lúc nào ta cũng có thể ở mãi trong cảm giác dễ chịu, thoải mái đó được. Tục ngữ có câu, cái gì mắt không nhìn thấy luôn luôn sạch. Cho nên, chỉ cần tai không nghe được, mắt không nhìn thấy, thì sẽ không chịu sự ảnh hưởng của những cảm giác ấy. Có thể thấy cái không hài hòa mà bản thân chúng ta cảm nhận, thực ra không phải là vấn đề của hoàn cảnh bên ngoài, mà nó liên quan đến vọng niệm ở bên trong chúng ta. Nếu như chúng ta không chấp thủ đắm trước vào bản ngã, thì tuy có bản ngã cũng không xảy ra mâu thuẫn với hoàn cảnh bên ngoài. Cho dù xảy ra vấn đề gì đi nữa cũng không quá nghiêm trọng. Khi thân tâm xảy ra mâu thuẫn với hoàn cảnh bên ngoài, bây giờ
họ để xoay chuyển nội tâm là cách giải quyết căn bản nhất. Tục ngữ có câu: tâm yên thì tự nhiên cảnh giáng lặng. Khi chúng ta cảm thấy nóng bức, không thể chịu được, ngoài việc mặc ít áo quần ra cũng chưa đủ. Điều quan trọng là phải để cho lòng mình được bình tĩnh lắng động, không nên nôn nóng dội dàng. Bởi vì khi lòng nôn nóng hấp tấp, ta sẽ cảm thấy nóng nực bức bối hơn. Nếu tâm ta không bình tĩnh thì có thể chuyên chú tập trung vào niệm danh hiệu Phật, vì niệm Phật có thể giúp cho tâm chúng ta bình tĩnh hơn. Bây giờ không còn cảm thấy nóng nảy bức bối và đau khổ nữa. Đây chính là sức mạnh của nội tâm. Nếu như thọ mà không thể điều chỉnh được nội tâm thì nó thường xuyên ở trong cảnh tham muốn mong cầu, nghĩa là thọ khổ. Biểu hiện bề ngoài của tham muốn giống như cảm giác theo đuổi hạnh phúc. Thực ra, chính nó đang xây dựng cảm giác theo đuổi nơi lòng ham muốn. Như thế, khiến cho chúng ta không bao giờ cảm thấy vừa lòng, vui vẻ, hạnh phúc được. Trái lại, nó đã vô tình tạo ra dòng luẩn quẩn cho sự đau khổ triền miên. Tuy bất cứ uẩn nào trong năm uẩn đều tạo ra nhiều thứ phiền não khiến cho ta đau khổ mãi không thôi, nhưng chúng ta không nên vì trốn tránh cái khổ của ngũ ấm xí thịnh mà phủ định sự tồn tại của bản thân ta. Bởi vì bản chất con người vốn tốt đẹp, đó cũng là công cụ để chúng ta cầu phước và tu huệ. Chỉ cần quan sát thấy được ngũ uẩn dai không thì có thể hóa giải được cái khổ trong ngũ ấm xí thịnh, cũng có thể khiến cho chúng ta cố gắng vận dụng thay đổi bản thân mình, từ bản thân dung bồi phước đức trí tuệ và không ngừng tiến thêm bước nữa là tạo phước cho mọi người. Không lấy cái tôi làm trung tâm. Bát Nhã Tâm Kinh dạy: chiếu kiến ngũ uẩn dai không là phương pháp để hóa giải đối trị khổ tốt nhất trong ngũ ấm xí thịnh. Nhưng có người lại cho rằng vì có sự hợp tan của sầu bi khổ ưu não mới hiện ra sức sống dồi dào trên nét mặt con người. Điều đó có thể chứng minh được giá trị tồn tại của chúng ta. Nếu không thì nó sẽ giống như cành khô tro lạnh mà thôi. Cách nói này thực ra đã hiểu lầm ý nghĩa của ngũ uẩn dai không. Cảnh giới của ngũ uẩn dai không tuyệt nhiên không như gỗ, đá, cỏ, cây. Nếu không thì sao sau khi quan sát thấy được năm uẩn đều không, Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ không muốn cứu độ chúng sinh. Trái lại, khi Bồ Tát quan sát thấy được năm uẩn đều không, vượt qua tất cả mọi tai nạn khổ ách, không những Ngài giải thoát được cho bản thân khỏi đau khổ mà thậm chí còn cứu tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi khổ nạn. Ngài tự nguyện dùng thời gian vô hạn, lòng từ bi rộng lớn vô biên để cống hiến cứu giúp cho tất cả chúng sinh. Cuộc sống ngũ uẩn dai không của Quán Thế Âm sinh động tự nhiên như thế, vì sao lại bảo như cành khô tro lạnh ư? Thế nên sự khác biệt giữa ngũ uẩn dai không và ngũ ấm xí thịnh thể hiện nơi trạng thái tâm lý hành sự của chúng ta. Nếu lấy bản ngã trung tâm làm điểm xuất phát thì đó chính là ngũ ấm xí thịnh. Nhưng nếu vì lòng từ bi rộng lớn muốn cứu độ tất cả chúng sinh thì đó là ngũ uẩn dai không. Hai điều này rõ ràng không giống nhau. Khi bản ngã trung tâm của con người quá mạnh và lòng ích kỷ quá nặng nề, bây giờ con người sẽ rong ruổi chạy theo bên ngoài tìm cầu không biết mệt mỏi. Đồng thời họ không ngừng bác bỏ hoàn cảnh bên ngoài, cho nên mang lại cho họ không ít khổ đau. Tuy nhiên trong xã hội này, con người ta luôn muốn đem người có bản ngã trung tâm cứng rắn mạnh mẽ để nhiếp phục lại người mạnh mẽ.
Nhưng dường như họ chẳng bao giờ có được những người bạn bền lâu. Vì một khi bạn bè trở thành đối thủ ngang tài ngang sức, thì với họ không thể tha thứ cho sự dũng mãnh không biết sợ của đối phương, mà bây giờ họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Do đó, chúng ta có thể thấy rằng hễ là người mạnh bạo không khiếp sợ thường rất cô độc và khổ đau. Nhưng trên thực tế, họ chẳng bao giờ chấp nhận như thế, bởi vì họ sợ mất mặt, họ lo lắng không còn đường thối lui. Họ sợ rằng sau khi vấp ngã sẽ không bao giờ đứng dậy được. Vì thế, họ nhất định phải chiến đấu đến cùng. Nhưng một khi đã như thế, lại càng thể hiện ra bản chất khiếp nhược yếu đuối của họ. Có thể thấy rằng, người quá cứng rắn, mạnh mẽ cũng không nhận được điều gì tốt đẹp. Có những lúc trong thoáng chốc, dường như người cứng rắn mạnh mẽ mang hết sức lực vốn có của mình để thúc đẩy thế giới tiến bộ. Họ cho rằng xã hội phải dựa vào họ để duy trì và phát triển. Nhưng trên thực tế, người mạnh mẽ cũng không phải là người thuộc tầng lớp cao nhất trong xã hội này, mà người thuộc tầng lớp cao nhất phải là các nhà tôn giáo, các nhà triết học, bởi vì họ đã bỏ đi sự ích kỷ hẹp hòi của bản thân. Họ đem cuộc đời mình để cống hiến, chia sẻ cho cả cộng đồng thế giới. Ví như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không muốn giành địa vị danh vọng hay bất cứ thứ gì trong xã hội cả, ngoài việc cống hiến bản thân mình để cứu giúp chúng sinh ra, Ngài không cầu bất kỳ điều gì khác. Ngoài ra, còn có các bậc vĩ nhân, họ chỉ muốn cống hiến hết mình, chứ không muốn tranh giành bất cứ lợi ích nào để tôn vinh cho bản ngã của họ. Thế nhưng, thật khó nhìn bề ngoài để đánh giá được người mạnh mẽ và bậc vĩ nhân, mà cần phải phân tích từ bên trong con người họ. Rốt cuộc, ai là người lấy bản ngã làm trung tâm? Ai là người lấy thiên hạ làm của chung? Nếu như lấy bản ngã làm trung tâm, thì chỉ có thể xem họ như người mạnh mẽ. Họ vẫn còn có sự khổ đau của ngụ ấm xí thịnh, không có cách nào tìm thấy giải thoát trong phiền não được. Có lẽ con người nói chung không thể thực hành được hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, con người vẫn có thể học theo tinh thần Bồ Tát từng chút một. Ví như, khi chúng ta cảm thấy đau khổ, sợ hãi và giận dữ, ta tự nhủ: Bồ Tát Quan Thế Âm luôn vận dụng trí tuệ để thấy được bản ngã do năm uẩn tạo thành đều không. Mà ta bây giờ lại cảm thấy đau khổ như thế. Đây chính là tự mình ôm giữ lấy cái khổ của ngụ ấm xí thịnh, chứ chẳng thể khác được. Hoặc là tụng một đoạn kinh trong Bát Nhã Tâm Kinh: Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành sâu xa trí tuệ ba la mật, quán sát thấy được năm uẩn đều không mà vượt qua tất cả mọi khổ ách tai nạn. Thế nên chúng ta phải dùng trí tuệ của Phật Pháp để tự răn mình. Trung tâm của bản ngã chính là ngũ uẩn giai không, cho nên không cần phải chấp thủ đắm trước đau khổ như thế. Nếu như chúng ta thường dùng phương pháp này để tự răn mình, thì sẽ phát hiện được rằng trong cuộc sống cần phải quan sát để thấy được năm uẩn đều không, cũng không tưởng tượng có sự khó khăn đến thế. Khi dứt bỏ dần được mọi thứ phiền não của bản ngã trung tâm, bất cứ lúc nào chúng ta cũng cảm thấy được sự vui vẻ tự tại. Đồng cảm quá giải chấp chặt. Phàm là người đều có đủ thất tình lục dục. Khi chúng ta mới rơi vào vũng bùn của thất tình lục dục, chúng ta sẽ cảm thấy nó ngọt ngào tốt đẹp làm sao, nhưng cuối cùng chắc chắn phải chịu nỗi đau khổ
không thể nói được. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy: con người đối với tài sắc như đứa bé thèm chút mật ngọt trên đầu lưỡi dao. Miếng ngon ngọt đó không đủ cho một bữa ăn, nhưng lại bị nạn là đứt lưỡi. Ở đây ý nói rằng, người tham đắm vào tài sản và sắc đẹp cũng giống như dùng lưỡi mà liếm mật trên lưỡi dao vậy. Mặc dù thưởng thức được vị ngọt nhất thời, nhưng kết cục lưỡi bị dao cắt đứt nên đau khổ vô cùng. Cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, không thể vừa nhìn thấy sự vật tốt đẹp trước mắt mà không thể chịu nổi được sự cám dỗ đó. Nếu chúng ta có tâm cảnh giác như thế, thì bản thân ta có thể bớt đi nhiều điều rắc rối, phiền muộn và đau khổ. Ví như, có một người con gái nọ đã có người bạn trai rất tốt, nhưng khi xuất hiện một người con trai khác thông minh, khôi ngô, tuấn tú, lại thêm nhiều tiền lắm của hơn, thì cô gái kia động lòng ngay, nên bỏ rơi người bạn trai trước kia. Giống như hai chân dẫm lên hai chiếc thuyền, cô gái ấy đang chơi đùa với những cuộc tình ái. Điều đó còn đáng sợ hơn đùa với lửa. Nếu trong lòng cô gái ấy đã có sự cảnh giác, cô ấy biết thế nhưng vẫn tiếp tục đùa chơi, thì không những sẽ dẫn đến sự quấy nhiễu cho bản thân mình và người khác, thậm chí nó có thể phá hoại cả tính mạng của đôi bên. Trước sự sai lầm to lớn đó, cô ấy vội vàng buộc ngựa vào vách núi. Nếu không có tâm cảnh giác, biết rõ là có vấn đề, nhưng lại tự an ủi bản thân rằng có lẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nhưng cho dù có xảy ra hậu quả gì đi nữa, khi thuyền đi đến đầu cầu thì tự nhiên sẽ dừng lại. Một khi đã mê đắm vào trạng thái tâm lý này thì không còn cách nào để chống đỡ nổi lòng ham muốn của bản thân mình được. Vì thế, khi đứng trước sự mê hoặc cám dỗ, chúng ta phải chọn lựa để xa lìa nó hoặc thay đổi cách nhìn của mình. Chỉ cần giữ tâm cảnh giác thì có thể điều chỉnh được cảm tính và lý tính, nên tránh được cái khổ bị thức tình lục dục lôi cuốn. Tuy nhiên, nếu như chỉ tự nhủ mình phải lìa xa sự mê hoặc cám dỗ thì sẽ không dễ gì làm được triệt để. Điều này chính là không đủ can đảm để cảm nhận vấn đề cho sự tương quan không dứt của cuộc đời mình. Vì thế, ngoài cách sửa đổi quan niệm ra, lúc nào ta cũng phải giữ tâm cảnh giác và luôn nhắc nhở bản thân mình. Chúng ta còn phải chuẩn bị mang trong lòng đầy đủ để cảm nhận với thân thọ. Có một thời báo chí thường đưa tin thịt bò của Mỹ đa số đều được nhập khẩu từ Nam Mỹ, nên những người nông dân ở Brazil thường chọn rừng nhiệt đới để làm nơi nuôi bò. Thế rồi họ chặt hết rừng cây ở đó và trồng lại một thảm cỏ lớn để nuôi súc vật. Như thế họ lại phá hoại đi cả bầu không khí, làm nguy hại đến môi trường sinh thái của cả trái đất. Bây giờ có một em bé người Mỹ chỉ mới 13 tuổi. Sau khi đọc được tin này trên báo, cậu nhất quyết không bao giờ ăn thịt bò và bánh hamburger nữa. Cha mẹ cậu cho rằng tất cả mọi người đều ăn thịt bò, chỉ một mình cậu ấy không ăn cũng chẳng sao. Dù sao thì rừng cây miền nhiệt đới vẫn bị phá hoại như thường. Cậu bé ấy trả lời một cách chắc chắn rằng bớt đi một người ăn thịt bò thì thịt sẽ bớt hao đi một chút, như thế sẽ bảo vệ được một cây. Cho nên con tuyệt đối không bao giờ ăn đâu. Quả thật, từ đó về sau, cậu bé ấy không bao giờ ăn thịt bò nữa, vì cậu cảm nhận được hành động của mình có sự tương quan với từng hơi thở trong môi trường của toàn thế giới. Cho nên cậu thấu suốt được sự quyết tâm của bản thân mình, cũng như cảm nhận được bản thân mình và cuộc sống của mọi người
có tính cấp thiết tương quan trong từng hơi thở. Đây chính là cảm nhận thông cảm với thân thọ. Thứ cảm nhận này có thể giúp chúng ta khơi dậy động lực để tiến thêm một bước nữa là tự thay đổi bản thân. Vì thế, khi đã xuất hiện sự mê hoặc hấp dẫn của thức tình lục dục, trừ phi bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải giữ gìn tâm cảnh giác, còn không thì phải thật sự sửa đổi bản thân, đồng thời phải dùng tâm để cảm nhận được bản thân và mọi sự vật là thể đồng nhất của mạng sống, tương quan trong từng hơi thở. Như thế, ta sẽ phát hiện rằng mỗi khi ta thuận theo lòng ham muốn của bản thân, thì sẽ tạo ra cho bản thân mình và người khác lòng tổn thương rất lớn. Cũng chính là không muốn để cho bản thân mình rơi vào vũng bùn của sự ham muốn. Chỉ cần chúng ta lấy trí tuệ để nương tựa vào Phật Pháp, thì sẽ giảm bớt phiền não do thức tình lục dục gây nên. Bây giờ, chúng ta sống một cuộc đời hết sức thông dong, tự tại,